Xin chào tất cả các con, giới thiệu với các con cô tên là Bảo Ngọc. Hôm nay cô sẽ cùng các con ôn lại kiến thức trọng tâm và giải một số dạng đề trong sách ôn hè tiếng Việt 2 dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào đề tham khảo chất lượng đầu năm số 3. Phần 1, đọc thầm và trả lời câu hỏi. Bác sĩ, trái tim ươm những nụ cười, dịu dàng thăm khám cho người ốm đau. Với bao câu nói ngọt ngào, như có phép thuật gửi vào bệnh nhân, người bệnh hơn cả người thân, sớm khuya chăm sóc, ân cần hỏi han. Ánh mắt bác sĩ dịu dàng, khiến cho người bệnh trút ngàn âu lo. Theo Liên Phạm, dựa vào nội dung bài đọc trên, các con hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi. Câu 1. Bài thơ nói về ai? A. Bài thơ nói về người lao động. B. Bài thơ nói về bác sĩ. C. Bài thơ nói về cô chú công nhân. D. Bài thơ nói về cô lao công. Sau khi đã đọc bài thì các con có thể đưa ra cho mình đáp án đúng, đó là câu B. Câu 2. Bác sĩ thường hay làm công việc gì? A. Đi giám sát công trình. B. Xây nhà cửa. C. Thăm khám cho người ốm đau. D. Dạy học. Đáp án đúng của câu này là C. Câu 3. Bác sĩ có thái độ như thế nào với bệnh nhân của mình? A. Bác sĩ thờ ơ, không quan tâm đến bệnh nhân của mình. B. Bác sĩ chỉ khám bệnh cho bệnh nhân và không hỏi han gì thêm. C. Bác sĩ rất yêu thương bệnh nhân nhưng không ân cần hỏi han. D. Bác sĩ sớm khuya chăm sóc, ân cần hỏi han với bệnh nhân của mình. Đáp án đúng của câu này là D. Câu 4. Em muốn nhắn gửi điều gì đến những người làm bác sĩ? Trong câu này, các con có thể trả lời theo suy nghĩ của mình sao cho phù hợp nhé. Và cô cũng sẽ chiếu bài tham khảo để các con hình dung rõ hơn. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người làm bác sĩ vì họ đã luôn cố gắng chữa trị, chăm sóc và cứu sống biết bao mạng người. Câu 5. Điền R, G, G vào chỗ chấm trong đoạn văn sau. Để hoàn thành bài tập này, các con có thể xem lại video dạng 1, chính tả, bài 8. Cô đã nhắc lại một số nội dung trọng tâm về quy tắc chính tả của ba từ này để các con hình dung rõ hơn nhé. Vậy với bài tập này, các con có thể làm như sau. Một bạn nhỏ đã gửi thư cho bác sĩ chữa bệnh cho mình, trong đó có những dòng thư, lòng cháu biết ơn sâu sắc vì sự hy sinh của các bác, một sự hy sinh thầm lặng trên một đấu trường thầm lặng mà các bác chứ không ai khác là những chiến binh đồng hành cùng cháu từng giây phút để bảo vệ cháu, chăm sóc cháu, giành lại sự sống không chỉ cho riêng mình cháu. Câu 6. Em hãy nối hai từ mang nghĩa trái ngược nhau. Để hoàn thành bài tập này, các con cũng có thể xem lại video dạng 3 từ trái nghĩa. Cô đã nhắc lại một số nội dung trọng tâm về từ trái nghĩa để các con hình dung rõ hơn nhé. Bây giờ các con hãy làm cùng cô nhé. Trái nghĩa với quan tâm, ta có thờ ơ. Trái nghĩa với ngu ngốc, ta có thông minh. Trái nghĩa với lợi ích, ta có thiệt hại. Trái nghĩa với tươi mới, ta có cũ kỹ. Câu 7. Nối ý thích hợp ở cột nghề nghiệp cho các từ ngữ ở cột công việc. Ở bài tập này, các con làm cùng cô nhé. Công việc của người nông dân đó là cấy lúa, trồng khoai, thả cá. Công việc của công an đó là chỉ đường, giữ trật tự làng xóm, phố phường. Công việc của công nhân là làm vải, mặt, giày dép, bánh kẹo, xe máy. Còn công việc của người bán hàng là bán sách, bút, gạo, kẹo, đồ chơi. Câu 8. Em hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh để nói về người nông dân. Ở bài tập này,
Các con hãy tự đặt câu theo suy nghĩ của mình sao cho phù hợp nhé. Và cô cũng sẽ chiếu bài tham khảo để các con hình dung rõ hơn. Các con có thể đặt câu như sau. Người nông dân Việt Nam chăm chỉ, cần cù như những chú ong. Câu 9, gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu trong câu sau. Mọi người dân Việt Nam đều hướng về các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Như các con đã được học, bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu thường chỉ địa điểm, nơi chốn. Nên trong câu này, bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu đó là ở tuyến đầu chống dịch. Câu 10, em hãy gạch chân dưới những từ chỉ màu sắc trong đoạn văn sau. Cứ mỗi ngày, lịch lại thay một khuôn mặt mới, rạng rỡ và vui vẻ. Vào ngày chủ nhật, lịch thay chiếc áo giản dị, hàng ngày bằng màu sắc đỏ tươi, làm ửng hồng cả trang giấy trắng tinh. Ở đây chúng ta có những từ chỉ màu sắc như là đỏ tươi, ửng hồng và trắng tinh. Phần 2, kiểm tra viết. 1. Chính tả, tập chép. Ở bài tập này, cô sẽ chiếu và đọc bài chính tả để về nhà các con viết theo rồi tiết học sau nộp lại cho cô nhé. Việt Nam có bác. Bác là non nước trời mây. Việt Nam có bác mỗi ngày đẹp hơn, còn cao hơn đỉnh Trường Sơn, nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha. Điệu lục bát, khúc dân ca, Việt Nam là bác, bác là Việt Nam. 2. Tập làm văn. Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về gia đình em theo gợi ý sau. Để làm được bài tập này, các con phải trả lời được các câu hỏi sau. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai? Mọi người làm công việc gì? Tình cảm của em đối với mọi người ra sao? Vậy với bài tập này, các con có thể làm như sau. Gia đình em gồm 4 người: bố mẹ em, chị gái em và em. Bố em năm nay 45 tuổi, bố là một kỹ sư chế tạo máy, hiện đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ em là một bác sĩ nha khoa, công tác ở bệnh viện tỉnh. Chị gái em là học sinh lớp 6, còn em, đứa con út trong gia đình, hiện em đang học lớp 2, trường tiểu học thị xã Tân Châu. Em rất yêu gia đình mình. Vậy là buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Về nhà các con hãy làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị cho bài học tiếp theo nhé. Cô chào tất cả các con.